Mình muốn bàn về cái thực trạng ít lựa chọn trong cái thế giới smartphone, đặc biệt là cái thế giới smartphone cao cấp hiện nay ha. Và theo mình á, đó là một cái khá tiêu cực và không có lành mạnh trên cái thị trường của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ giải thích với anh em vì sao. Mỗi năm có hàng trăm triệu cái smartphone được bán ra. Hiện tại thì toàn thế giới có hàng tỷ người sử dụng smartphone. Tuy nhiên anh em thấy rằng là ở cái khúc smartphone cao cấp thì ngoài cái điện thoại của Apple là iPhone ra thì chúng ta chỉ có một số cái lựa chọn của Samsung như vậy thôi. Còn lại thì không có lựa chọn khác. Thì như thế này đó là một điều rất là vô lý ha. Chúng ta có một cái thị trường rất là lớn, rất là phát triển mười mấy năm nay, nhưng mà rút cuộc gom lại tổng cái điện thoại mà chúng ta có thể chọn được trong phân khúc cao cấp đó, nó chỉ khoảng chừng 10 cái thôi. 4 cái iPhone và 3 cái Galaxy của Samsung. Rất là vô lý. Vậy thì vì sao? Thì mình đã quan sát cái việc này và mình thấy như vậy. iPhone đó, từ lúc nó ra mắt tới bây giờ thì nó đặt tên là iPhone 2, 3, 3S, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ví dụ vậy. Nó giữ nguyên cái dòng sản phẩm đó từ đầu tiên cho tới bây giờ, không thay đổi cái tên. Và qua mỗi cái đời iPhone thì nó lại nâng cấp một chút, một chút, một chút để cho nó tốt hơn, khắc phục những cái lỗi và nó đáp ứng được cái nhu cầu thay đổi của người ta. Tương tự như vậy thì Samsung họ cũng đã thay đổi cách đặt tên cái sản phẩm của họ, cách duy trì cái dòng sản phẩm của họ. Em thấy rằng là họ duy trì dòng S, rồi sau đó là dòng Note, rồi sau này là dòng điện thoại gập. Thì khi điện thoại gập ra họ bỏ dòng Note. Hai dòng Note là dòng rất là mạnh của họ, nhưng mà khi gập ra họ bỏ dòng Note, họ duy trì dòng gập thôi. Vậy là còn S và điện thoại gập, tức là không nhiều. Và họ cũng làm từ S1, 2, 3, 4, 6, 8 gì đó cho tới bây giờ là S22. Nó có mấy cái lần nhảy số. Là tương tự Note ngày xưa cũng từ Note đầu tiên cho đến Note 7, Note 8, Note 9, Note 10 vậy đó. Rồi bây giờ Z Fold cũng vậy, hay Z Fold đời đầu, đời 2, đời 3, đời 4. Thì có mỗi mình Samsung với lại Apple họ duy trì những cái dòng sản phẩm của họ qua nhiều năm và họ cứ nâng cấp dần lên, nâng cấp dần lên. Cái Z Fold đời đầu có cái lỗi màn hình gập hoặc là nó không chống nước, Z Fold đời 2 sẽ có tính năng đó khắc phục, Z Fold đời 3 thì nâng cấp về camera hay là có thêm boot, Z Fold đời 4 thì nâng cấp màn hình camera gì đó. Và đời sau nó lại có những cái của đời trước và thêm những cái của nó nữa. Đó, ví dụ như vậy. Tiếp theo là cái tính năng. Có những cái tính năng nó đã rất là ngon ở cái điện thoại đời trước rồi thì đời sau nó vẫn còn. Ví dụ như là Apple họ trang bị tính năng chụp chân dung cho điện thoại của họ từ iPhone 7 Plus. Năm sau nó lại có trên 8 Plus, nó lại có trên iPhone X và cứ tiếp tục như vậy có đến bây giờ. Nó duy trì cái đó. Vẫn là cái chế độ chân dung, vẫn là chế độ chân dung xóa phông, portrait, thêm các hiệu ứng này nọ. Và nó chỉ thêm những tính năng để làm cho cái hiệu ứng nó tốt hơn. Tương tự như vậy, ví dụ như là Samsung, họ trang bị S Pen ở cho dòng Note. Và khi mà cái dòng Z Fold nó thay thế dòng Note á, thì họ mang cái S Pen đó lên trên cho Z Fold. Thì những cái tính năng gì đó của S Pen ở trên dòng Note, nó cũng sẽ có ở trên dòng Z Fold. Nó không bị kép quạng, người dùng vẫn thích cái đó. Thì đó là hai cái hãng mà mình nói là đầu tiên giữ được những cái điện thoại mà anh em có thể lựa chọn. Và mình nói rằng là nếu mà không mua iPhone thì mua cái gì bây giờ? Thì đi mua Samsung thôi. Tại vì sao? Tại vì những hãng khác họ không có duy trì dòng điện thoại, họ cũng không có duy trì tính năng của điện thoại. Mình sẽ đưa ra ví dụ. Mình là người rất thích cái dòng Xiaomi Mi Mix khi nó ra mắt. Nó là một cái điện thoại với cái màn hình tràn viền rất là đẹp và cái lưng nó được làm bằng gốm, cầm rất là sướng. Nó khác biệt hoàn toàn so với lại cái phần còn lại của thế giới smartphone. Nó mang lại một cái trải nghiệm rất đã. Và mình đã xài cái con Mi Mix đó. Khi mình xài cái Mi Mix đó thì mình thấy rằng là cái con này nó sẽ có một số cái mà cần nâng cấp, ví dụ là camera có thể làm đẹp hơn, rồi điện thoại có thể nhỏ lại xíu, cầm nó dễ hơn, hoặc là nó sẽ nâng cấp lên cái con chip mới thì nó sẽ chạy nhanh hơn, ví dụ vậy. Như vậy là sang năm thì Xiaomi họ cũng nâng cấp cái con Mi Mix của họ lên một cái đời 2, đúng như những gì mình mong muốn luôn ha. Cấu hình mạnh hơn, máy nhỏ hơn, chạy mượt hơn, camera đẹp hơn, rất là đã. Và dĩ nhiên mình xài nó và mình cũng mong rằng là sang năm khi ra Mi Mix 3 thì cũng sẽ tiếp tục nâng cấp. Nhưng mà nó vẫn là cái form chính đó. Nhưng mà rất tiếc,
khi mà ra cái Mi Mix 3, họ thay đổi thiết kế hoàn toàn. Nó không còn là cái điện thoại đó nữa. Mặt lưng nó thành nhựa và camera rất là xấu. Tất cả mọi thứ rất là xấu, nặng hơn rất là nhiều, không xài được. Và coi như là Xiaomi nó chấm dứt cái dòng đời của cái con Mi Mix ở cái đời số 3 đó. Rất tiếc ha. Nó là một dòng rất là tuyệt vời, không duy trì mà lại cắt bỏ. Rồi sau này ra đủ thứ dòng, đặt tên nào là Ultra, nào là tên. Không ai hình dung được rằng là cái dòng nào là flagship, cái dòng nào không phải. Rồi sang năm cái dòng nào sẽ là tiếp theo. Nhưng người dùng họ không theo được. Những cái gì họ thích, yêu mến ở cái đời trước nó không còn nữa. Đó. Hay trường hợp cái điện thoại Oppo Find chẳng hạn ha. Mình có xài Find 5, Find 7 và có xài Find X, rồi Find X2. Thì thứ nhất là cái thời gian mà nâng cấp cái điện thoại đó nó lạ lắm, nó không có cụ thể. Không phải là từ Find 1, Find 2, Find 3, Find 4, Find 5, Find 6, Find 7, Find 8, Find 9, Find 10 mà nó nhảy mấy năm lần, rồi có khi ra rất là sớm. Rồi tới cái thời Find X ấy, thì là một cái thay đổi hoàn toàn, mang lại một cái trải nghiệm rất là đẹp, rất là thích ha. Thứ nhất là cái cụm camera nó được ẩn ở trong cái màn hình, nó trượt lên trượt xuống rất độc đáo so với phần còn lại của thế giới điện thoại. Và cái cách thức hoàn thiện như vật liệu họ dùng đó, rất là đẹp, cầm vô rất là thích, mình rất là hào hứng với cái điện thoại đó. Và mình cũng xài nó và mình cũng mong là sang năm ở cái Find X2 hoặc là cái Find 11 gì đó, nó sẽ cấu hình mạnh hơn, nó sẽ camera đẹp hơn hay là màn hình đẹp hơn. Thì như vậy thôi ha, chúng ta luôn mong chờ điện thoại có những nâng cấp như vậy, cơ bản là như vậy, rồi thêm tính năng khác. Tuy nhiên khi mà Oppo ra mắt cái Find X2, họ sẽ không ra mắt là Find 11, tiếp theo X là 10 mà nó lại ra là Find X2. Ok, coi như là một dòng mới đi, phải chăng. Nhưng mà khổ cái là nó cũng chẳng có cái gì của Find X hết á. Nó là một cái điện thoại thiết kế khác, giống như những điện thoại khác, không giống cái Find X. Và nhìn nó không có được cái giá trị của một cái dòng điện thoại cao cấp của Find X, mà nó lại đi xuống. Cụm camera rất là xấu, cái body điện thoại như những điện thoại bình thường và không có cái giá trị gì mà nó nối tiếp hết á. Như vậy khi mình tới cái Find X2, mình không mua nữa, mình không xài nữa, mình không thích nữa. Rồi sau đó họ lại ra Find X3, cũng không giống cái Find X2 tí nào hết. Và bây giờ ra Find X5 thì nó tương đối giống Find X3 chút. Thì ý mình nói là gì? Ngoài Samsung với lại Apple ra thì những hãng khác họ không có duy trì cái điện thoại của họ qua những cái năm khác nhau để nâng cấp, để lưu lại những cái giá trị mà nó vốn có, mà người ta thích, người ta mong muốn, người ta đã xài. Ví dụ mình xài con Mi Mix đó hay mình xài Find X đó, mình thích tính năng đó rồi, mình muốn xài tiếp, mình trở thành cái fan của nó. Nhưng mà họ lại ngắt luôn, cắt dòng đời. Thứ nhất là họ không có duy trì dòng điện thoại. Thứ hai là không có duy trì tính năng. Mỗi lần mà điện thoại Android ra mắt á, thì họ giới thiệu rất là nhiều tính năng mới, rất hay. Nhưng mà chúng ta xài trên điện thoại đó thôi, khi qua dòng khác mất luôn, không còn tính năng đó. Thế là lại phải một cái mới, lại phải từ đầu. Luôn luôn cứ xây một nền tảng, xong lên được chút xíu cái đập bỏ, lại xây lại, xây lại, xây lại. Đó, như vậy nó không có duy trì được. Cái đó đến bây giờ đi nữa, theo mình, đến bây giờ thì còn mỗi Samsung và Apple, người ta còn khái niệm, Samsung dòng S là dòng flagship, S Ultra là xịn nhất, hay dòng ngày xưa là dòng Note. Thế là cứ vậy, đang xài Note 3 sẽ lên Note 4, lên Note 5, vậy thôi. Rồi hay là bây giờ là Z Fold. Thì đó là cái chia sẻ của mình. Thì mình nghĩ dĩ nhiên rồi, có rất là nhiều hãng điện thoại trên đời: Apple, Samsung, Huawei, Honor, Realme, Vivo, Oppo, OnePlus, rất là nhiều. Và mỗi hãng chọn những cái khác nhau để tham gia vào cái thị trường. Nhưng mà mình không biết các hãng làm việc như thế nào, chọn cách thức như thế nào, chiến đấu ra sao. Tuy nhiên đến thời điểm này là một người tiêu dùng như mình, là một người mua điện thoại flagship như mình, thì mình không có nhiều lựa chọn. Nếu không mua Samsung thì mình chỉ có lựa chọn là iPhone. Nếu không mua iPhone, mình chỉ có lựa chọn là Samsung. Còn những điện thoại khác đều không có trải nghiệm tốt, đều không có cái tính liên tục, đều không có những cái giá trị lâu dài. Kể cả Sony, Sony cũng vậy. Mỗi năm mỗi đổi mẫu, rồi mỗi năm mỗi đổi thiết kế, rồi sau này ít đổi thiết kế, đổi tên, đặt tên loạn xì ngầu hết, không thể biết được rằng là cái nào là cái điện thoại cao cấp nhất của họ, cái nào là cái thấp hơn và cái nào là cái nối tiếp theo của cái sau, cái trước, cái sau, không biết nào mà là bối rối. Xin cảm ơn.